Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Vườn Mai nhà em ngày hôm nay nha. Hôm nay thì Vườn Mai của em lại tiếp tục giao lưu 10 mã số mai vàng nha cả nhà. Clip hôm nay thì em có giống dảo siêu bông Sài Gòn và cúc hoa hồng Thanh Tú nha. Thì đầu tiên là em vô cây mã số 1 nha cả nhà. Cây mã số 1 ha. Cây này là một cây ghép dảo siêu bông Sài Gòn. Cây này em ghép gốc phường ha. Gốc phường bứng nha cả nhà. Cây cũng có củ đế nở nè. Đó, cũng có dáng hú ha. Nè, dáng hú nè cả nhà. Rất là đẹp luôn, củ nở nè ha. Thông số cây này cao 60, ngang 55, hoành thân 12 và hoành đế là 28 ha. Củ đế đó là 28 nha cả nhà. Hoành thân thì 12 ha. Cao 60, ngang 55, một cây dảo siêu bông Sài Gòn. Thì dảo siêu bông Sài Gòn hoa trung bình là từ 6 cho tới 12 cánh ha. Và hoa nó cánh rất là to nha cả nhà. Trung bình khoảng từ 5 cho tới 7 xăng trở lên ha. Thì mặt hoa em sẽ để bên mỏ góc trái mỗi một cây nha cả nhà, cho quý cô chú anh chị mình dễ lựa chọn. Mã số 1 này em sẽ giao lưu với giá là 550 em bao ship. Tiếp theo là em lên cây mã số 2 ha. Cây mã số 2, cây này là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà. Một cây cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Nắng lên cũng hơi chói, cả nhà mình thông cảm giùm em nha. Đây là cái phần đế rải của cây ha. Nói chung cũng có củ đế nở nè. Thì thông số cây này là cao 65, ngang 65, hoành thân 12 và hoành đế này là 26 ha. Một cây cúc hoa hồng Thanh Tú, hàng ngày em làm gốc phường. Cây này thì em cũng giao lưu với giá là 550 em bao ship nha cả nhà. 550 em bao ship ha, cây cúc hoa hồng Thanh Tú, mã số 2 nha. Cây này lấy gì cũng tầm 50 cho tới 100 bo. Em giao lưu tới mã số 3 nha cả nhà. Mã số 3 ha, cây này là một cây dảo siêu bông Sài Gòn. Hàng thì em làm cũng được mùa rưỡi nha cả nhà. Ghép góc vườn được một mùa rưỡi ha, cũng gần hai mùa rồi cả nhà. Đó, đây là cái phần củ đế của nó nè, củ đế cũng rất là đẹp luôn ha, cực kỳ là đẹp nha cả nhà. Một cây đế quái dáng thú ha. Thì mỗi cây như thế này thì em ghép tầm khoảng 3-4 bo trở lên nha cô chú anh chị. Thông số là cao 55, ngang 60, hoành thân 13 và cái hoành đế này là 43 ha. Cây dảo siêu bông Sài Gòn, tán ngang cực kỳ là đẹp luôn. Mình lấy cũng được khá khá bo nha quý cô chú anh chị, cũng tầm 50 bo trở lên ha. Thì cây này em giao lưu với giá là 550 em bao ship. Cây dảo siêu bông Sài Gòn 550 bao ship nha cả nhà. Hàng bao chuẩn giống luôn ha. Nhận hàng thì quý cô chú anh chị mình được mở hùng, mình mở ra kiểm tra thoải mái nha cả nhà. 550 bao ship mã số 3 ha. Giao lưu tiếp mã số 4 nha cả nhà. Mã số 4 ha. Mã này thì là một cây cúc hoa hồng Thanh Tú. Cúc hoa hồng Thanh Tú nè, đọt đỏ huyết ha. Cái này thì nó già nên nó lên gân xanh rồi nè cả nhà. Đọt màu đỏ huyết rất là đẹp luôn. Đây là cái phần củ đế của nó nè. Đế thì nó có củ nở dưới này ha cả nhà. Cây này thì em ghép được 4 bo nha quý cô chú anh chị. Thông số là cao 75, ngang 60, hoành thân là 14 ha. Một cây cúc hoa hồng Thanh Tú, cũng già mùa, cây đã có dựng đọt sẵn nè. Em đóng hàng em gửi thì em sẽ đóng thùng xốp nha cô chú anh chị. Em đóng thùng xốp gửi ha, nên là cả nhà mình cứ yên tâm. Đây là cái mặt hoa nè. Đó. Mặt hoa thì trung bình là từ 3 lớp tới 4, 5 lớp hết cả nhà. Cánh hoa thì dao động tầm khoảng 30 cho tới 45 cánh. Đó. Chi tàn to đều nè. Về mình lấy bao ok luôn. Thì con đang có sẵn một số nụ ha. Một số nụ nhỏ. Khi mà mình mua cái cây này về mình có thể kiểm tra mặt hoa được liền luôn. Cây rất là đẹp ha cả nhà. Thì cây mã số 4 này em giao lưu với giá là 550 em bao ship. 550 em bao ship nha cô chú anh chị. Mã số 4 cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Em lên tiếp mã số 5 nha cả nhà. Mã số 5 ha. Mã này là một cây dảo siêu bông Sài Gòn. Cây này cũng to và lấy được khá khá bo nha cả nhà. Dảo siêu bông Sài Gòn ha. Thì đây là cái phần đế rễ của nó nè. Cây thì cũng có củ đế nở ha. Nó dáng hú nè. Cũng cực kỳ là đẹp luôn cả nhà.
Thông số là cao 60, ngang 50, hoành thân 12 và hoành đế là 26. Cây giảo siêu bông Sài Gòn mã số 5. Cây này thì cũng lấy dao động từ 50 cho tới 100 bo. Quý cô chú anh chị mình thấy hợp thì ủng hộ giúp cho vườn của em nha. Cây mã số 5 giá là 550.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Bao chuẩn giống nha. Tiếp tục là em giao lưu mã số 6 nha. Mã này thì là một cây hoa hồng thanh tú. Cây này thì tàn khá là to nha cả nhà. Tàn nó rất là to ha. Lá non nè. Cũng rất là đẹp em cô chú anh chị. Thì đây là cái củ đế của nó nè. Đây là cây cũng củ đế nở nè ha. Bên này vẫn có đế nè. Đây là toàn bộ cái phần đế. Ở đây thì nuôi lâu năm thì nó phì ra hết cả nhà. Cây này cũng ghép được 4 năm bo vậy quý cô chú anh chị. Cao 65, ngang 65, hoành thân 14. Cây này về lấy tầm 100 bo nha cả nhà. Cúc hoa hồng thanh tú ha. Cây mã số 6. Bo thì cũng lên da lương hết rồi nè. Này mình chịu khó về mình bấm đọt á, nó ra đọt non như thế này nè. Đợi nó già xong rồi mình bấm ngay đây thì nó sẽ đi đọt hai bên như thế này nè. Chịu khó mình bấm đi cái tàn mình nó to ha. Cúc hoa hồng thanh tú cây mã số 6 em giao lưu với giá là 550 em bao ship nha. 550 em bao ship ha. Mặt hoa thì em đã cho cô chú anh chị mình xem rồi á. Em lên tiếp cây mã số 7 nha cô chú anh chị. Cây này mã số 7 ha. Một cây giảo siêu bông Sài Gòn. Cây này chi tàn to đều nè. Về lấy cũng được kha khá bo luôn. Này là cái củ đế đó nha cô chú anh chị. Cây này củ đế cực kỳ là đẹp luôn ha. Cây mã số 7. Cây này dáng hú nè. Đó, củ đế rất là đẹp hết cả nha. Cây này củ đế đẹp, dáng hú ngồi nè. Phần này nuôi lâu năm thì nó sẽ nở ra rất là ok luôn ha. Rồi thông số là cao 50, ngang 60, hoành thân 12 và hoành đế là 27. Là cái dáng của cây nè. Cây mã số 7 ha, cây giảo siêu bông Sài Gòn. Cây này thì em cũng giao lưu với giá 550 bao ship nha cả nhà. 550 bao ship ha. Như những cây như thế này là đóng là tầm khoảng cái hùng 1 cây rưỡi. 550 bao ship nha. À, em giao lưu tới mã số 8 cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Mã số 8 ha. Cây cúc hoa hồng thanh tú. Đây là cái phần đế rễ của nó này ha. Đó, cây này thì cũng dáng thú nè quý cô chú anh chị. Dáng thú cũng cực kỳ là đẹp luôn ha. Đó. Cây cúc hoa hồng thanh tú. Thì cây này thông số là cao 65, ngang 65, hoành thân 11 và hoành đế là 26. Cây mã số 8 cúc hoa hồng thanh tú. Cây này chi tàn rất là to luôn cả nhà. Về lấy bo thì rất là nhiều luôn. Xong rồi mình dưỡng lại mình chơi Tết cũng được luôn ha. Cúc hoa hồng thanh tú. Cây này em giao lưu với giá là 550 nha. 550 em bao ship. Mặt hoa của nó rất là đẹp luôn cả nhà. Hoa chùm ha. Em quay cho cả nhà mình xem nè. Đây là mặt hoa của cúc hoa hồng thanh tú. Toàn từ 3-4 lớp trở lên không ha. Hoa chùm rất là đẹp luôn. Thì nó đang có bông gió rất là nhiều cả nhà. Chùm nè. Nở rất là nhiều luôn. Mặt hoa cực kỳ là đẹp luôn ha. Nở chùm như thế này nè cả nhà. Cúc hoa hồng thanh tú. Cây mã số 8. Em lên mã số 9 nha cả nhà. Mã số 9 ha. Thì cái clip hôm nay là clip của ngày 22 tháng 8 nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn ha quý cô chú anh chị. À, đây là cái phần củ đế của cây nè. Cây này là một cây dáng hú nha. Một cây dáng hú nè. Rễ thì cũng có rễ quái. Thì cái củ ngay đây thì nó phình ra ha. Mình nuôi lâu năm thì nó phình ra rất là đẹp luôn. Cây này dáng hú cũng cực kỳ là đẹp hết cả nhà. Giảo siêu bông Sài Gòn mã số 9. Cây này cao 50, ngang 60, hoành thân 13 và hoành đế là 24. Cây giảo siêu bông Sài Gòn. Cây này em dựng đọt ha. Tạo tàn rất là đẹp luôn. Giảo siêu bông Sài Gòn. Cây này em giao lưu với giá là 550 em bao ship. 550 em bao ship. Cây mã số 9 nha cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Cùng là mã số 10 nha quý cô chú anh chị. Mã số 10 ha. Cây cúc hoa hồng thanh tú. Đây là cây cuối cùng trong clip 22 tháng 8 ha. Cây này chi tàn cũng rất là to luôn. Và mình lấy bao cũng được rất là nhiều. Đây là cái phần củ đế ha. Nó cây thì cũng có củ như này nè. Nuôi lâu thì nó sẽ phì ra ha. Cúc hoa hồng thanh tú cũng đang có mặt hoa nè.
Đó, nhưng mà quay buổi chiều nên nó hơi tàn, cả nhà mình thông cảm nha. Cúc hoa hồng thanh tú ha. Thông số là cao 70, ngang 70, hoành thân 13. Cây mã số 10 ha, cây cuối cùng trong clip. À, thì cây này em cũng giao lưu với giá là 550 bao ship nha cả nhà. 550 bao ship cây mã số 10 ha. Chi tiền cũng đều nè, lấy cũng được kha khá bo luôn. Thì clip mỗi clip thì mỗi ngày em sẽ lên khoảng 10 mã số và cùng với một số hàng may nhỏ nha. Mong là quý cô chú anh chị sẽ yêu thương và ủng hộ cho vườn của em. Số điện thoại em là 0973 658812. Địa chỉ vườn là tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà. Số lượng của mấy cái mặt hàng này em có rất là nhiều. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu nhập sỉ thì có thể liên hệ với em nha. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi clip hôm nay của vườn em. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video lần sau nha.